chủ quán, cô chủ quán đâu rồi? Sao không ra tiếp khách? Dạ kính chào lão ông. Có lẽ lão ông chờ đợi anh mà ngồi lặng lẽ giữa khuya bên cốc rượu. Còn tiểu thơ, tiểu thơ chờ đợi ai mà khắc khoải giữa cánh chày? Khi bên trời sao khuya thưa thớt và bóng trăng đã mòn mỗi ngủ yên, tôi chờ đợi một người đã hẹn cùng tôi nơi quán chua. Nhưng đến bây giờ người ấy ở nơi đâu? Tiểu thơ gặp người ấy để làm gì? Hoàng tiểu thơ, tại sao? Tại vì tôi sẽ lên xe hoa. Thôi tiểu thơ hãy về đi, vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng ông lạ mà biết được cuộc hẹn hò mới quan vô. Hay ông đi nào? Ông đi đâu? Tôi chỉ là một kẻ đưa tin đến khoảnh khắc rồi ra đi dội già. Tôi sẽ đi như một kẻ lữ hành cô đơn sầu từ nơi quán là giữa đêm. Tôi xin thay mặt kẻ ra đi để từ ta đôi lời, thì tiểu thơ hãy xem tôi như người trong cuộc để cho lời nói tôi được xúc cảm thêm lắm. Đó là một giấc mơ vô cùng quyền diệu của những người đối mặt với ta. Đăng nửa que như sắp sửa hầu tàn, còn rơi rớt lại chút ăn thờ đứa tiền. Thì tiểu thơ hãy xem tôi như người trong cuộc để cho cung nhạc chia ly cũng tìm đứt đoạn tiếng tơ sầu, để cho kẻ ra đi ôm tròn giấc mơ đầu. Hậu làm hành trang cuối của đoạn đường sẽ về đâu, rồi sáng dậy thấy mình trơ trọi trên dặm ngàn lấp lửng bụi đường xa. Quanh lại chỉ còn sương và gió đang đuổi xô nhau về một phía trời xa. Vậy đêm này là đêm cuối của chia ly, người ở lại sẽ bất lần bất kiểu cưới, còn kẻ ra đi thì mà mình bước chân xa. Đó là nỗi niềm tâm sự thiết tha tôi xin gửi lại cho nàng vĩnh viễn. Xin hãy nhìn nhau bằng nỗi lòng đỡ tiền, nhìn nhau bằng nước mắt chảy tơ ly. Rồi mai đây, rồi mai
không gần nhau nữa. Một đêm này gặp gỡ nữa mà làm chi, vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi. Tôi chỉ là kìa, sao gặp gần không nói, và nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư. Hãy nói đi, nói đi ông, nói nữa đi, để rồi tôi sẽ không bao giờ nghe nói được. Hoàng Thuy Linh, trời càng trường hơn. Hoàng Thuy Linh ơi, còn gì nữa Thuy Linh ơi? Bởi từ xưa cha nàng đã cướp mắt của tôi, tình phụ tử thiên liên. Làm cho tôi suốt đời đau khổ như một cái bèo vác vào mưa gió. Mới 4 tuổi đầu tôi nào có tội tình chi, anh có phụ tử tình thâm, thì em đây còn có thâm tình. Xưa cha nàng đã trót dài thì nay phải trả, tôi đã chọn rồi cho số phận đời. Hoàng Thúy Linh, nếu giữa hai ta không có bức tường ngăn cách thì bướm sẽ tìm qua, qua với bướm mát bài ca làm đẹp ánh trăng trong. Một bài ca tình ta, một khúc nhạc êm đềm, có hoa có bướm và trăng sáng. Màu mây cánh dài lạnh bóng đêm. Không, nàng hãy sang ta ra. Trời ơi, ta vừa trải qua một cơn xúc đồng, tôi vừa rơi vào một đáy vực bơ vơ. Giữa đêm đông xe lạnh sương mờ, từ tận cùng khổ đau sau. Đường ta đi biết sẽ về đâu, mà chẳng thấy trước thấy sao. Hãy từ quá khứ hiện về, làm cho ta xúc động để hiện về tờ chim bao.
không, không được đâu em. Tại sao mình chỉ ăn gì ngoài nghĩa? Gươm giáo 8 ngàn giáp vệ đang chờ lịch, thế mà nơi đây anh đã lộ nguyên hình. Nếu linh còn giữ chút kỷ niệm buổi ban sơ, xin hãy đợi chờ gặp nhau trong mộng mì. Đời mang nhiều ly hận, thôi đành nói câu gia từ. Lòng ta nghe quán thần lạc rào. Ôi đau đeo, nhìn bỏ hai người thương ta. Lấy thành đường đàn xe qua, bỏ đi bỏ lòng xót xa. Thôi đừng bắn lòng nhau chi, để hai nẻo đường cách chia dấu tôi cam phần. Hoàng Thúy Linh em.